Bao giờ tôi có ý định là tôi sẽ ăn điểm sắm lần nữa. Tôi có từng ăn một lần ở Việt Nam. Lần ấy xong thì dặn lòng là không bao giờ có lần hai. Lần này là ở Mỹ. Được rủ bao nhiêu lần rồi, quyết định là phải thử cho bằng được. Nói là không ngon thì tôi sẽ đi đầu xuống đất cho bà coi. Để coi thì hai đứa tôi đi thôi. Kêu ra thì cũng 11 phần. Trong tâm trí của tôi là tôi sợ mấy món điểm sắm lắm, bởi vì là nhiều tinh bột, dầu mỡ các kiểu. Không nhận ăn chỗ này ngon, hàng gì đông quá trời. Ra thì không phải đánh đồng, mỗi nơi đúng là hương vị mỗi khác. Ở đây món chân gà cực kỳ ngon luôn, phục vụ cũng tốt nữa. Là tôi hết sợ điểm sắm rồi.